Hiện tại thì em cũng chia sẻ thật là em đang làm mẹ đơn thân. Ôi trời ơi. Hiện tại em đang là mẹ đơn thân và em đang có một người con 2 tuổi. Em có hỏi bạn Nam là bạn có muốn tiếp tục không ạ? Bây giờ phải làm sao đây? Em nhớ là bạn này cũng có nói chuyện với em ở trên ao rồi. Tức là cũng có chơi online Win Audition. Bây giờ anh thấy chúng mình vui mà. Văn vở. Anh thấy đủ vui chưa? Ủa gì đó? Em muốn dừng lại luôn ở đây ạ. Nào thế bây giờ nói lại cho anh lý do tại sao lại có buổi ngày hôm nay nào. Dạ em chào anh ạ. Em thì bình thường cũng khá là rụt rè với cả ít nói ạ. Thì em có quen bạn nữ ấy trên một chục audition ấy ạ. Nhưng mà bọn em lại chưa gặp nhau ở ngoài đời bao giờ. À thế tức là chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ á? Vâng, bình thường thì bọn em chỉ chơi với nhau ở trên game Outhide, Outbeat, Audition nữa. Rồi ok. Đây, một lát nữa thì bạn nữ sẽ đến nha mọi người. Còn hôm nay thì bạn nam có nhờ tôi giả vờ là người của ban tổ chức offline Vũ Trụ Audition mời bạn ý đến với buổi offline ngày hôm nay. Thì bây giờ tôi đã gửi vé rồi, cũng như là tôi đã làm một cái thiệp mời để mời bạn ý đến. Thì chờ một lát nữa bạn nữ sẽ đến đây xem là ngày hôm nay câu chuyện gì xảy ra nhé. A few minutes later. Anh có phải bên ban tổ chức không ạ? Vi Hoàng. Đúng rồi, anh là anh Vi Hoàng. Anh có nhắn tin với em rồi đấy. Và mình cũng có trao đổi qua là ngày hôm nay anh là người của ban tổ chức offline Vũ Trụ Audition. Thì bây giờ anh ghi hình trực tiếp và thực tế như thế này thì có ngại không? Cũng hơi ngại một tí. Thôi cũng được ạ. Không sao đúng không? Yên tâm, anh sẽ đứng với em từ đầu đến cuối như này. Và ngày hôm nay thì em là người may mắn mà em lại là người duy nhất mà đang có một món quà đặc biệt rất to dành tặng cho em. Quà đặc biệt ạ. Em có sẵn sàng không? Nếu mà em sẵn sàng thì bây giờ anh giấu mặt và sau đó thì em nhận quà nhá. Vâng ạ. Anh bật mí một chút nhá. Thì ngày hôm nay có một bạn nam cũng chơi Outbeat, Outhide, Audition giống như em. Và bạn ấy có nhờ anh là người của ban tổ chức của Vũ Trụ Offline Audition. Nhưng mà thật ra thì cũng không có một buổi offline nào cả. Mà là nhờ anh mời em lên đây thì mới có sự hiện diện với em ngày hôm nay như thế này. Để tham gia và ghép đôi cùng bạn ý. Anh vẫn là người của chương trình ghép đôi rồi. Ghép đôi ạ. Thì em có sẵn sàng không? Bạn nào nhỉ? Em cũng quen khá là nhiều bạn ở trên ao ấy. Thì cũng khá là tò mò không biết là ai. Và thế thì có thể thử được. Ok, thế bây giờ anh ghi hình không ngại chứ đúng không? Vâng ạ. Ok, thế mình đi luôn nhá. Bây giờ là bịt mắt lại này, đi này. Ok, đi. Ok, được rồi em ơi. Rồi bây giờ anh phỏng vấn một chút này. Em tên gì, sinh năm bao nhiêu và đến từ đâu? Em tên là Linh, hiện tại em 204 và em đang làm công việc liên quan đến thương mại và tài chính. Trời ơi, chưa? Giỏi đấy, vừa đi học vừa đi làm á, tức là đang làm thương mại tài chính thì là em làm khối văn phòng à? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà anh ơi, em muốn hỏi bạn Nam một câu ạ. Ok, rồi em hỏi đi. Hiện tại thì em cũng chia sẻ thật là em đang làm mẹ đơn thân. Ôi trời ơi. Hiện tại em đang là mẹ đơn thân và em đang có một người con 2 tuổi. Em có hỏi bạn Nam là bạn có muốn tiếp tục không? Bây giờ phải làm sao đây? Chào em. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà bọn mình gặp ấy. Thì anh cũng không nghĩ là cái vấn đề làm mẹ đơn thân của em là một cái gì, vấn đề gì quá lớn để mà cản trở cái sự tìm hiểu của anh dành cho em ấy. Bởi vì thực ra chúng mình cũng nói chuyện với nhau khá là nhiều lần ở trên Vũ Trụ Audition rồi và anh vẫn muốn tiếp tục được tìm hiểu em ở đây. Được. Hảo án. Nếu như tình cảm của chúng ta đủ sâu đậm và chân thành ấy thì anh nghĩ là tất cả mấy cái vấn đề khác không phải là vấn đề. Mời để. Tôi hiểu cái tâm lý này của bạn Nam bởi vì là đến lượt tôi nghe xong thì tôi cũng hơi có một chút giật mình. Nhưng mà tôi thấy là bạn Nam là một người rất tự tin, mạnh mẽ và rất trách nhiệm. Và bạn ấy là một người rất hiện đại nữa. Cho anh hỏi thêm một tí nhá, là bé nhà em được mấy tuổi rồi? Hiện tại bé nhà em được 2 tuổi. 2 tuổi? Ok, nhưng mà tại vì nhìn em rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương như này, anh cũng bất ngờ. Bí quyết giữ dáng rất tốt. Đúng. Thôi được rồi, đấy là nói vui thôi. Nói bây giờ mình tiếp tục theo format chương trình nhá. Em có đồng ý không? Bạn ấy đã nói như vậy rồi. Bạn Nam có vẻ khá là tự tin và cũng good boy. Em nghĩ là cũng đáng để tìm hiểu. Thế thì bây giờ ghép đôi tiếp nhá.
Ok. Ok, và đúng format thì bạn nữ vừa giới thiệu em nghe rồi đúng không? Thì bây giờ đến lượt em giới thiệu đi nào. Tên, tuổi, quê, công việc. Em tên là Tùng ạ. Em sinh năm 2001 ạ. Và em là sinh viên mới ra trường và em đang có đi làm thêm shipper để kiếm thêm tiền. À ok, sắp tới là cũng có định hướng rồi đúng không? Vâng. Bây giờ là đang cái khoảng gọi là chạy thêm thôi, kiếm thêm thu nhập lúc này thôi. Rồi ok. Bạn ấy vừa giới thiệu như thế thì em có nhận ra bạn ấy là người mà đã có kỷ niệm gì với em không? Em nhớ là bạn này cũng có nói chuyện với em ở trên ao rồi. Và bọn em cũng nói chuyện một khoảng thời gian. Tức là cũng có chơi Ao 2, Ao Beat Audition. Đang nhớ ra được cái kỷ niệm đấy rồi đúng không? Dạ. Thì đây, giới thiệu với em. Đây là người mà đã nhờ anh ngày hôm nay. Mời em lên đây. Chào anh một lần nữa. Như em cũng chia sẻ rồi là hiện tại em đang là single mom. Và em cũng trải qua khá là nhiều lần thất bại trong tình yêu rồi ấy. Nên em cũng không có nhiều niềm tin mà cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa. Thế nên là bạn Nam hôm nay kết quả có như thế nào thì cũng mong bạn không buồn. Chưa gì đã phủ đầu con nhà người ta rồi. Đã biết như nào đâu mà phủ đầu con nhà người ta. Con nhà người ta chân thành như thế cơ mà. Rồi ok, không sao cả. Nhưng mà anh thấy bắt đầu câu chuyện thú vị hơn rồi đấy. Ok, mình tiếp tục nha. Những gì mà em nói là em đã trải qua ấy thì chắc là anh cũng cảm nhận được rồi. Và sau khi mà nghe em nói em là single mom ấy thì anh lại càng muốn bù đắp và bảo vệ cho em hơn. Thì anh thật sự rất mong là em sẽ cho anh một cơ hội. Thế em có muốn nói gì không nào? Ok, em đang ở đây và vẫn đang cho anh cơ hội đây. Bây giờ anh có thể chứng minh cho em đi. Rồi, ok, nếu mà ok rồi mình chơi format tiếp nhở. Mình sẽ sang thử thách thứ hai nhá. Ở thử thách này thì các bạn sẽ được gần gũi nhau hơn một tí để mình hiểu về con người nhau qua ánh mắt. Bây giờ hai bạn tay nắm tay và chán chặt chán trong vòng 30 giây. Ok, bắt đầu. Đấy, bạn nữ rất chủ động luôn đấy. Chán chặt chán này. Ui, khoái sướng, trời ơi. Anh thấy đủ vui chưa? Ủa gì đó? Em muốn dừng lại luôn ở đây ạ. Hiểu kiểu gì? Nhưng mà nãy giờ anh thấy chúng mình vui mà. Em muốn dừng lại luôn ở đây ạ. Kỳ lạ thật. Dừng lại luôn là dừng lại chương trình. Em nghĩ kỹ chưa? Chả có gì phải nghĩ. Em không muốn tiếp tục nữa ạ. Tại sao? Em nghĩ là anh nên về lo cho bản thân và lo cho gia đình mình trước. Rồi tiếp tục nghĩ đến những chuyện khác. Là sao vậy mọi người? Nhưng mà anh vẫn đang lo được mà. Anh thử nhìn lại anh đi. Anh đang làm một công việc thực sự là không ổn định. Và anh đến với buổi ghép đôi hôm nay với một trang phục thực sự là quá là bụi bặm, với cả là không được lịch sự ấy. Với cả như anh biết đấy, hiện tại em đang là mẹ đơn thân. Bản thân anh còn chưa lo được thì làm sao mà anh có thể lo được cho em, lo được cho cả chuyện về sau nữa. Nhưng mà thực ra tình cảm của anh dành cho em là thật ấy. Nếu như mà anh cố gắng thì anh thực sự là anh nghĩ là anh sẽ có thể lo được cho em. Văn vở. Ảo thật đấy. Tại sao lại có một cái suy nghĩ nó không cần đàn ông đến vậy? Chắc em đã tổn thương nhiều lắm mà. Dạ, anh thấy em bất cần và mất niềm tin hoàn toàn ở đàn ông luôn. Thôi được rồi, format của chương trình thì cũng không thể thay đổi được. Dù như thế nào thì vẫn mong là các bạn sẽ nán lại vài phút. Chúng ta sẽ đến đoạn kết luôn. Quyết định bây giờ vẫn nằm ở các bạn. Ok, bây giờ xin mời hai bạn quay lưng lại với nhau. Chúng ta đến phần quyết định, xin mời. Sau 10 giây tiếng đến của Vi Hoàng, nếu như hai bạn đồng ý cho nhau một cơ hội tìm hiểu và làm quen với đối phương thì hãy quay mặt lại, và nếu như không đồng ý thì đi thẳng. Nên nhớ, đây là cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau sâu hơn. Vì các bạn đã biết nhau trước rồi. 10 giây, bắt đầu. 10, 9, 8, chốt như vậy rồi thì chắc là chương trình chúng ta kết thúc thôi. Ok, anh sẽ tìm cho em một người khác phù hợp hơn với em. Rồi, cố gắng lên chàng trai. Em ngắt lời anh một xíu được không? Anh vẫn quyết định ở bên em à? Anh suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện này không đùa đâu. Mọi người sẽ dị nghị rất là nhiều.
về em, và bởi vì em là single mom mà. Dù anh có quyết định như thế nào thì thực ra cũng đâu có thể thay đổi quyết định của em đâu. Thực ra thì em cũng là một người đổ vỡ trong tình yêu nhiều, không có niềm tin vào tình yêu hay là đàn ông nữa. Nhưng mà em muốn nói với mọi người là câu chuyện mà em vừa chia sẻ là em là mẹ đơn thân ấy. Thực ra đấy thì em muốn thử thách anh thôi. Đứa con là của chị gái em, và em cũng hay đưa bạn ấy đi chơi cùng nên mọi người hay tưởng em là mẹ ấy. Em ơi, cái cú tweet này ấy, nó nằm ở trong kịch bản ở đầu em à? Ảo thật đấy. Anh thề luôn, anh là cái người đứng ngoài này, anh còn rớt tim ấy. Em cho bạn ấy từ thiên đường xuống địa ngục, xong ngược lại từ địa ngục lại đi lên thiên đường. Thề, đau không? Đau tim ấy. Nhưng mà nghe xong sướng không? Đương nhiên là có ạ. Thế bây giờ như nào? Người ta cho cơ hội rồi, thế là cho cơ hội đúng không? Vâng. Ok, đấy, đứng gần đây. Đấy, nắm cái tay vào xem nào, nắm tay vào. Còn điều gì muốn nói với nhau trước khi đi về ông, nói nốt đi nào. Thực ra thì ban nãy em có chê anh ấy ăn mặc ấy, nhưng mà nói thế thôi chứ anh ấy ăn mặc bụi bặm lại đúng gu của em. Ôi giời ơi, vừa chê ỏng chê eo con này người ta xong bây giờ lại đúng gu. Bạn này là đâu ấy, con người thật đây này, chắc đây là con người thật. Em thấy thì công việc của anh ấy hiện tại vẫn đang còn bấp bênh ấy, nhưng mà là một người có sự cố gắng thì em nghĩ là tương lai của anh ấy cũng sẽ có kết quả xứng đáng vậy. Anh thấy em là một người có tư duy đấy, em sẽ có thể bổ trợ được cho bạn ấy rất là tốt. Ok, yên tâm nhá. Rồi, thì bây giờ tối nay về lại tiếp tục chơi nhảy với nhau, lại chơi game với nhau. Ông hai ông biết audition. Thế ta về đi, nắm tay đi, về đi, bye bye. Chúc em bạn hạnh phúc, see you. Châu yêu nhờ, tíu ta tíu tít. Đấy, các bạn thấy cưng không? Các bạn đừng quên tham gia ngay vào vũ trụ audition. Tải Obit O2 audition về. Lên đấy biết đâu lại tìm được một người chân thành mà lại còn trung tình như này nữa. Còn nếu mà muốn ghép đôi ấy thì lên đây để gặp tôi với bằng Cupid. Đừng quên like, share, subscribe với Cupid và SBG Entertainment nhá. Còn bây giờ thì goodbye.